dịch như này thì ở nhà săn sale mua sắm cho an toàn các bạn ạ. Thì trong dịp sale mùng 6 tháng 6 tới đây thì mình sẽ gửi đến các bạn hai cái món phụ kiện dành cho smartphone, đó chính là hai cái chiếc tai nghe True Wireless. Và hai chiếc tai nghe True Wireless này thì đến từ thương hiệu đó chính là Tactronic ở bên tay phải, tay trái của mình, với tên mã đó chính là BH097. Và đây là chiếc tai nghe thứ hai với thương hiệu đó chính là Bolton với tên mã là BH021. Thì đây là hai chiếc tai nghe giá rẻ dưới tầm khoảng 1 triệu. Trong dịp sale lần này thì nó cũng sẽ có mức giá rất là tốt. Đối với chiếc tai nghe Tactronic Sub Liberty 97 này thì nó sẽ có mức giá niêm yết là 899.000. Tuy nhiên thì trong đợt sale mùng 6 tháng 6 này thì mức giá của nó chỉ còn đó chính là 599.000 mà thôi. Còn cái chiếc tai nghe Bolton BH021 này thì nó sẽ có mức giá rẻ hơn. Giá niêm yết là 799, tuy nhiên thì đợt sale này thì nó chỉ còn là 399 thôi. Cụ thể thì trải nghiệm của mình về hai chiếc tai nghe này như thế nào thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi mở hộp và trải nghiệm nhanh hai chiếc tai nghe này nhé. Và link chi tiết của hai chiếc tai nghe này thì mình cũng sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo. Và nếu như mua đợt sale lần này thì nó sẽ có một cái mức giá khá là tốt. Một cái chỉ tầm khoảng là 400.000, còn một cái rơi vào tầm khoảng là 600.000. Thì nó sẽ có những gì? Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau mở hộp và chia sẻ nhanh. Và đây là hai chiếc tai nghe Bluetooth của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ mở hộp trước cái tai nghe Bolton với cái tên mã đó chính là BH021 này. Đó. Và đây, phía bên trong đây thì rất đơn giản thôi. Nó sẽ có tập sách hướng dẫn sử dụng này. Đó. Tiếp theo, một cái thư cảm ơn. Nó vào đây toàn bộ phụ kiện của nó. Và trong đây lại có thêm một tập sách hướng dẫn nữa. Sao lắm sách hướng dẫn sử dụng thế. Đó. Một cái sợi dây cáp USB-C cùng với cặp tip. Thì mình thấy cái tip của nó khá là ngắn. Tiếp theo thì mình sẽ có nhân vật chính của chúng ta, đó chính là cái chiếc tai nghe Bolton BH021 này. Đó. Đây là phiên bản màu trắng. Giờ thì mình sẽ thử mô tả kỹ hơn về cái chiếc tai nghe này. Thì nó sẽ có thiết kế nằm ngang như thế này và các bạn mở ra. Ở phía bên trong đây thì nó sẽ có hai phần housing của tai nghe thì được làm từ màu trắng nhìn rất là đẹp. Đó, phía bên trên phần housing đây thì nó sẽ có hai cái đèn LED màu xanh để biểu thị pin này, cũng như là hai cái mic để giúp các bạn thu âm. Và mình thấy là cái phần cặp tiếp tai nghe thì nó khá là ngắn đúng không? Khi mà đút trong tai thì mình thấy trải nghiệm khi mà mình sử dụng cái chiếc tai nghe này, mình thấy nó cũng vẫn rất là thoải mái, mặc dù là cặp tiếp nó hơi ngắn một chút. Và các bạn nhìn thấy là hai cái chấu đồng để tiếp xúc với phần sạc bên trong cây này, và nó sẽ có biểu tượng ở chữ L và chữ R giúp các bạn phân biệt được bên tay trái và tay phải. Cái chiếc tai nghe này thì nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào phần cảm ứng ở bên trong, ở hai bên này. Các bạn sẽ điều khiển cảm ứng ở hai cái phần này. Ví dụ như là truyền bài này, tăng giảm âm lượng cũng như là nhận cuộc gọi các thứ thì đều trong cái thao tác cảm ứng ở phần mặt đây. Đó. Nói chung là thiết kế cũng rất là cơ bản thôi, không có gì đặc biệt cả. Và cái phần cây đây thì nó được làm màu trắng. Phần trên đây nó có hơi có một chút đệm mút một chút này giúp cho bảo vệ cái phần tai nghe. Và phần cây này thì nó sẽ được sạc bởi cổng sạc USB-C. Bây giờ cổng sạc USB-C này nó cũng rất phổ biến rồi. Vậy nên là sử dụng chuẩn sạc này là hợp lý đối với chiếc tai nghe Bolton BH021 này. Và đây thì nó sẽ có một cái đèn LED này để giúp các bạn khi mà sạc pin thì nó sẽ có sáng lên để thông báo phần trăm pin. Đây nó đang màu xanh. Đó, ok. Và cái dung lượng pin ở bên trong cái hộp cây này nó sẽ có dung lượng là 500 mAh. Theo như nhà xuất công bố ấy, thì cái chiếc tai nghe này có thể nghe nhạc liên tục trong vòng 6 tiếng chỉ với một lần sạc. Và có thể sử dụng lên tới là 30 tiếng với việc các bạn vừa dùng vừa sạc với cái cây này. Đó, 30 tiếng thì nhân lên nó rơi tầm khoảng là hơn 1 ngày nếu như mà các bạn sử dụng liên tục. Còn với tần suất chỉ nghe nhạc được một lúc xong bỏ vào tai nghe thì mình thấy là cái cây này nó có thể trụ được tầm khoảng cho từ 3 tới 4 ngày đấy. Đó. Ok, và đó là cái chiếc tai nghe BH021. Hiện tại thì chiếc tai nghe này nó đang có mức giá niêm yết rơi vào tầm khoảng là 799.000 tại Lazada. Tuy nhiên nếu như các bạn mua vào ngày mùng 6 tháng 6 ấy thì cái mức giá sale của nó chỉ còn là 399.000 mà thôi. Và link chi tiết thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chiếc tai nghe thứ hai. Và đây là cái chiếc tai nghe thứ hai của chúng ta, có tên mã đó chính là Sound Liberty 97. Đó. Và ở đây thì nó sẽ có mã là TT BH097.
Ok, mình sẽ tiến hành khu hợp da. Thì đây nó sẽ có phong cách là vuốt như này. Và trong đây thì nó sẽ có thêm một cái hộp nữa. Ở đây thì nó sẽ có tên thương hiệu Tautronic này. Đó. Với mã là Sound Liberty 97. Ok, bây giờ thì mình sẽ xem bên trong của nó có những gì. Và đây cũng giống như cái chiếc tai nghe Bolton 02BH021 kia thì nó cũng sẽ có một tập sách hướng dẫn sử dụng của Tautronic này. Đó. Tiếp theo một cái thư cảm ơn. Và đây là lại làm thêm một tập sách hướng dẫn sử dụng nữa. Đó. Và đây một cặp tip, hai cặp tip chứ. À ba cặp. Và một sợi dây cáp EVTC dùng để sạc cho cái tai nghe của chúng ta, phần cây của tai nghe. Và đây là chiếc tai nghe Tautronic. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái chiếc tai nghe này nhá. Và đây là chiếc tai nghe Tautronic Sound Liberty 97. Thì mình đã khoảng 2 ngày mình trải nghiệm chiếc tai nghe này rồi. Và mình thấy đây là một chiếc tai nghe khá là đáng mua. Thứ nhất đó chính là về cái phần housing, phần cây đi. Nó được thiết kế rất là đẹp và chắc chắn. Phần mặt ngoài của nó sẽ được làm từ chất liệu là nhựa nhám này. Và các bạn nhìn thấy là hai cái đường cắt CNC, mặc dù là bằng nhựa thôi nhưng mà nó rất là bóng, tạo cái điểm nhấn. Và cái chiếc cây này thì nó sẽ được sạc 7 cổng sạc Vitasi, cũng tương tự như chiếc BH021. Và phía mặt trước đây thì các bạn nhìn thấy nó cũng sẽ có một cái đèn. Cái đèn này thì sẽ biểu thị phần trăm pin này. Nếu như chuyển sang màu đỏ thì là pin gần hết của cái cây. Và tên thương hiệu là Tautronic. Ở phía bên trong đây thì các bạn nhìn thấy hai cái phần housing. Và nó cũng sẽ được thiết kế dạng hạt đậu giống như cái chiếc tai nghe BH021. Tuy nhiên thì cái phần housing của nó sẽ được làm theo dạng nhám. Ở trên đây thì nó sẽ có hai cái đèn để biểu thị cái phần trăm để biểu thị pin, giúp các bạn ví dụ như chiếc tai nghe này nó đang màu xanh thì nó chuyển sang màu đỏ, nghĩa là cái tai nghe này gần hết pin. Và ở phía đây thì nó sẽ có hai cái chấu để tiếp xúc với phần sạc ở bên trong của cây. Và tất cả các điều khiển cảm ứng thì nó cũng sẽ được nằm ở cái phần cạnh của housing đây, ví dụ như là dừng hoặc phát bài hát các thứ. Cái chiếc tai nghe này thì nó sẽ hỗ trợ khả năng kháng nước theo tiêu chuẩn, đó chính là IPX8. Vậy nên là các bạn có thể thoải mái sử dụng cái chiếc tai nghe này ngoài trời, ví dụ như đi nước, đi mưa chẳng hạn nhá. Hoặc chẳng may có rơi xuống nước thì nó vẫn có thể chống nước được. Và cái chiếc tai nghe này thì có một nhược điểm khi mà mình sử dụng ấy. Cả hai chiếc tai nghe này đi đều có một nhược điểm khi mà mình sử dụng, đó chính là nó sẽ không có cảm biến tự ngắt bài hát khi mà các bạn tháo rời khỏi tai. Đó, đây là một nhược điểm. Tuy nhiên thì với mức giá rơi vào tầm khoảng là 400.000 đồng với chiếc BH021 này, còn chiếc BH097 này thì mức giá niêm yết của nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 899.000. Tuy nhiên thì trong cái đợt sale này thì nó chỉ còn là 599.000 đồng mà thôi. Một chiếc tai nghe có giá khoảng 600.000 và một chiếc tai nghe rơi tầm khoảng 400.000 thì cắt giảm cái cảm biến đi thì mình thấy nó cũng không có gì đáng kể cả. Cái chiếc BH097 đây thì nó đắt hơn một chút nhờ cái kháng nước, và cái chất lượng âm thanh của nó thì cũng vượt trội hơn so với cái chiếc BH021. Nó chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Các giải âm ở trên hai chiếc tai nghe này mình thấy nó khá là tương đồng. Tuy nhiên thì cái giải âm bass của cái chiếc tai nghe BH097 này thì mình thấy nó dày hơn và nó đánh tốt hơn so với cái chiếc BH021. Nói chung là trong tầm giá khoảng 400-600.000 đồng thì hai chiếc tai nghe này cũng khá đáng mua. Mặc dù là cái thương hiệu của nó thì không được có tiếng cho lắm, nhưng mà mức giá rẻ như vậy là so với chất lượng thì mình thấy nó là ok. Và link chi tiết của bộ đôi cái tai nghe này thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo nhé. Và nếu như bạn mua trong dịp sale này thì mức giá của nó sẽ là tốt hơn. Còn các bạn nghĩ sao về hai chiếc tai nghe này thì xin mời để lại ý kiến dưới phần comment. Link chi tiết của cả hai thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.